Thưa quý vị và các bạn, quản lý điều trị F0 tại nhà được triển khai nhằm giảm tải cho hệ thống y tế trong công tác điều trị, nhưng khó khăn với các bệnh nhân là không biết phải uống thuốc gì, chăm sóc như thế nào để khỏi bệnh. Để giúp cho bệnh nhân hiểu rõ và chuẩn bị đúng các loại thuốc tránh gây lãng phí ảnh hưởng tới sức khỏe, sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hướng dẫn của bác sĩ Trần Hữu Hùng, trưởng khoa y tế cộng đồng Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên. Mình phải chuẩn bị đó là nhóm paracetamol 38 độ 5 trở lên thì mình sử dụng. Cái nhóm thứ hai đó là cái nhóm nâng cao thể trạng và tăng cái sức đề kháng. Ví dụ như B1, B6, B12 hoặc là vitamin C, kẽm giúp cho người bệnh mau chóng hồi phục. Tiếp theo nữa mà ta cần phải có đó là một số các cái dung dịch điện giải và bù nước. Ví dụ như Ocedon hoặc ngoài ra ta có thể uống thêm như là nước canh, nước hoa quả như nước dừa hoặc là nước gạo rang. Bên cạnh đó thì ta cần phải chuẩn bị một số các cái nước vệ sinh mũi họng, vệ sinh răng miệng. Không khuyến cáo sử dụng khi không có chỉ định của bác sĩ, đó là nhóm chống viêm có corticoid, ví dụ như dexamethasone hoặc là methylprednisolone hoặc một số các cái nhóm thuốc chống đông, thuốc kháng sinh, kháng virus hoặc kháng sinh thông thường. Những cái nhóm thuốc này chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ, bởi vì nếu như người dân mà tự ý sử dụng những cái nhóm thuốc này thì nó sẽ có một số những cái nguy cơ xảy ra. Một là những cái tác dụng không mong muốn của thuốc, chẳng hạn như thuốc dexamethasone nó có thể gây nên xuất huyết tiêu hóa. Và nguy hiểm nhất khi sử dụng thuốc đó trước khi bệnh F0 tăng nặng thì sẽ rất là khó xử trí về sau này.